có kế hoạch chuẩn bị thăm khám sức khỏe tiền sinh sản hiện được xem là bước tiền đề quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dân số và hạnh phúc gia đình. Càng ngày khi mà cái xã hội càng hiện đại hơn thì cái việc nhu cầu sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh là nhu cầu rất là cấp thiết đối với mỗi một gia đình, mỗi một xã hội phát triển. Chúng tôi cũng có thực hiện việc đi khám sức khỏe tiền sinh sản và cũng có những cái việc mà để chuẩn bị cho thai kỳ của mình. Việc thực hiện là khoảng 3 tháng trước khi chúng tôi dự định có bé. Chúng ta cũng chọn cái thời điểm chúng ta khám sớm hơn, có nghĩa là trước khi chúng ta quyết định đi đến hôn nhân. Chúng ta càng biết những cái vấn đề mà cơ thể chúng ta tồn tại được càng sớm thì chúng ta càng có sự chuẩn bị tốt hơn trong cái quá trình mang thai và sinh nở sau này. Mời quý vị theo dõi talk show Khỏe để sống vui để cùng tìm hiểu các kiến thức cần thiết về thăm khám sức khỏe tiền sinh sản. Chương trình được phát sóng vào lúc 18:30 Chủ nhật ngày 13 tháng 11 trên kênh Style TV VTVK 12.